quý vị các bác đang nghe trước đây một chiếc cục đẩy bãi. Đây là một trong những dòng đẩy bãi thương hiệu đến từ Mỹ nhé. Con đẩy này nó sử dụng là 16 giò sắt và 16 giò than, tiếng đánh rất là hay. Thì trong clip này em test gửi các khách hàng cũng như là tiện để test cho dân để các bác tham khảo. Và chiếc đẩy này giá là 5,7 triệu thôi nhé, 5,7 triệu. Với chiếc cục đẩy này thì em sử dụng đang test để gửi cho các khách hàng ở Ninh Bình mà nhé. Giá 5,7 triệu. Thì đây là một trong những dòng đẩy bãi sử dụng mạch class H, tiếng rất là hay. Nó sử dụng là 16 giò sắt, là 16 giò Mexico và 16 giò than. Đặc biệt ở trong clip này thì cũng đang test với những dòng loa JD với nhé. JD, đây là một trong những dòng loa bass 30 chắc kèn. Hàng này thì giá của nó là 17,500,000 với nhé. Thì đôi loa này thì em test gửi mang khách hàng ở Kiên Giang này, anh Nguyễn Văn Trung có địa chỉ ở thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp ở tỉnh Kiên Giang với nhé. Loa này thì về các giải âm thanh của nó đánh rất là hay, nhất là giải bass đánh rất là uy lực, còn giải trung rất là ngọt nữa nhá, chiếc sáng tí tách. Với những không gian phòng tầm 3-4 m², chúng ta chơi đôi loa này thì cực kỳ là hay rồi. Này, đây là một trong những loa thương hiệu đến từ Tây Ban Nha với nhá, với mã là BA12+, loa JD Boladio với nhá, thương hiệu đến từ Tây Ban Nha. Dòng loa này thì công suất nó sử dụng là 400W thôi nhá, 400W, và bình thường của nó max là 1600W. Đấy. Đây. Đằng sau thì chúng ta sử dụng cái rắc niêu chích vào này bác nhá. Đấy. Hai rắc vào. Đây để em sẽ test cho bác nghe cái giải chung của nó bác nhá. Nó này tiếng cực kỳ là hay rồi. Tiếng rất là ngọt bác nhá. Rộn tiếng cười vui, tôi làm thân khách đến chúc phúc mà thôi. Quà tôi mang đến trao chỉ mỗi hoa bằng lăng, bởi mình nghèo nên chi. Tiếng nó rất là ấm ấy nhá, tiếng ấm và dày tiếng này, lời rất là sáng luôn. Thì ở trong clip này thì em test gửi khách hàng để tiện em báo giá để bác tham khảo với những sản phẩm tại cửa hàng. Chiếc cục đẩy này thì về linh kiện máy móc bên trong của nó thì được còn đẹp khoảng tầm 90% nhé, 90-95%. Nguồn đồng rất là to nhé, sò tất cả sừng sò là sò sắt, sò Mexico. Đấy, ốc sò nó vẫn ốc bảy màu vẫn còn sáng lóng lánh luôn đấy nhé. Đấy. Còn linh kiện thì đây thì con này nó sử dụng 2-4-6-8 tụ nhé. Tụ này thì nó hàn chân kép rất là chắc chắn, về trên về dưới như nhau này. Trên dưới như nhau nhé, còn rất là mới đẹp. Những chiếc cục đẩy này đa số các bác vừa chơi vừa sưu tầm đấy nhá, vừa chơi sưu tầm thôi. Hàng này thì nó rất là bền bỉ và nồi đồng cối đá nhé. Với mức giá là 5,7 triệu chúng ta sở hữu một con đẩy bãi cực kỳ là chất, đấy, cực kỳ là chất luôn. Đằng sau chiếc cục đẩy này thì đường ra loa nó bằng rất nhiều chích và cả cọc loa đấy nhá. Còn tín hiệu vào bằng Canon này, các chức năng gạt của nó đây thôi nhé. Này, gạt đây, gạt Site này, chế độ 8 ohm, một độ nhạy này. Đây, chế độ limit này, đây đường link với nhá, tất cả ốc ếch của nó còn mới này, đấy, có nhìn này, nó còn như mới luôn. Thì đây là một trong những dòng đẩy mà cửa hàng lựa chọn bác là hàng cực kỳ mới và đẹp nhá, cực kỳ mới và đẹp. Thì em hàng này thì đa số là bán các bác vừa chơi sưu tầm. Những dòng đẩy sò sắt, những hàng crown ấy, bây giờ nhiều con đời 199 mấy nó vẫn còn rất là đẹp và giá thành nó vẫn rất là cao các bác nhá, rất là cao, và các bác ưa chuộng những dòng sò sắt này nó rất là bền, tiếng hay lắm. Đấy. Thì với giá con này là 5,7 triệu nhé. Em xin kết thúc video đây. Test hai sản phẩm rồi gửi cho hai bác khách hàng để tiện em quay cho bác để bác tham khảo. Ok, xin chào bác nhé.